Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay Mạnh tiếp tục sẽ đi review khu The Miyuki nha mọi người. Khu này là khu B. Bữa trước đó Mạnh review khu A này, kèm với lại một căn trị giá khoảng 80 tỷ á. Thì bữa nay Mạnh review cho mọi người cái công viên ven sông của khu B. Thì như clip trước Mạnh có nói á, là khu B này sẽ là khu còn bao và biệt lập, và cư dân ở ngoài sẽ không có sử dụng được cái tiện ích bên trong cái khu công viên này, khu công viên ven sông này nha mọi người. Chỉ có cư dân của khu The Miyuki cũng như là khu Panorama FB2, FB3 thì mới có thể sử dụng được cái công viên ven sông này thôi. Mọi người nhìn nè, bờ sông bữa nay rất là đẹp luôn. Hoàng hôn đang xuống nha mọi người. Hoàng hôn đang xuống, mọi người thấy biết sao Mạnh không? Rất 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 là đẹp luôn. Nãy giờ Mạnh đi một vòng rồi, Mạnh đi một vòng, mấy vòng rồi chứ không phải là một vòng nữa. Và bây giờ Mạnh mới quay clip cho mọi người xem ha. Rồi hãy cùng Mạnh đi tham quan khu công viên ven sông nằm bên khu B của khu The Miyuki nha mọi người. Rất là đẹp và có những căn biệt thự ven sông như vậy nè. Thì xíu nữa đi tới cái căn mà đang còn hàng chủ đầu tư đang có mức giá là khoảng 80 tỷ á, thì Mạnh sẽ quay cho mọi người xem ha. Mọi người nhìn thấy ha, một cái khu công viên rất là đẹp. Thì với những căn dinh thự ven sông và nằm trong cái khu đô thị được Nam Long cùng các đối tác đến từ Nhật quy hoạch và phát triển, thì đây là một trong những căn biệt thự thực sự nha mọi người. Bạn đánh giá cái mức giá mà trên đơn giá của nó khoảng 150 triệu, 125 triệu mét vuông á, thì bạn đánh giá rẻ nha. Do vì cái diện tích nó quá lớn đi, diện tích nó khoảng là hơn 600 mét vuông, nên thành ra là cái mức giá đâu đó là khoảng 80 tỷ. Nhưng mà chia trên đơn giá thì thực sự nó không có cao. Tại vì hiện tại ở từ Miyuki mà mình đi vô quận 8, quận 7 đi, những căn nhà phố tại quận 8, quận 7 đã có mức giá là đâu đó là khoảng trên 120 mét vuông rồi mọi người. Trên 120 triệu một mét vuông rồi. Thì với một căn biệt thự ven sông có một cái thiết kế rất là đẹp như vậy á, mà có mức giá 125 triệu một mét vuông á, thì mình thấy là đang đang giá rất là tốt nha mọi người. Một môi trường sống tốt kèm với lại là một khu đô thị được quy hoạch bài bản. Đây là khu đô thị Miyuki và được quy hoạch là khu đô thị tích hợp. Tại khu đô thị tích hợp thì có đầy đủ cho mình luôn các tiện ích, từ trường học cho tới trạm y tế tới khu mua sắm là cũng có đầy đủ hết cho mọi người luôn. Mà mọi người muốn yên tĩnh thì về với lại những căn biệt thự ven sông như vậy ha, đi ra những công viên ven sông như vậy mọi người rất là yên tĩnh luôn, và rất 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 là mát. Chiều buổi chiều hoàng hôn xuống là rất là đẹp luôn. Và có một căn đang hoàn thiện nội thất và đang chuẩn bị về ở rồi nha mọi người. Những căn biệt thự tại khu The Miyuki này đã bán gần hết rồi nha mọi người. Chỉ còn lại bữa trước mình nói là còn 3 căn đúng không, nhưng mà thực tế bây giờ chỉ còn 2 căn thôi. Chỉ còn 2 căn 80 tỷ thôi nha mọi người. Còn căn 70 tỷ thì đã bán rồi ha. Đây phía căn sau lưng Mạnh nè, thì để Mạnh quay camera lại cho mọi người xem ha. Quay camera lại ha. Quay từ bờ sông quay vô cho mọi người xem. Căn này đang còn hàng chủ đầu tư nè mọi người. Căn này đang có mức giá là 80 tỷ nha. 80 tỷ nha mọi người. Thì căn này nó cũng thiết kế tương tự là cũng là những căn ven sông tại khu thị The Miyuki á, thì đều là có thiết kế đúc lách như vậy hết, và thông tầng làm cho cái view, trọn view từ trong nhà mình có thể dễ dàng mình ngắm bờ sông nha mọi người. Chỉ cần đứng trong bậc thềm nhà mình thôi đã có thể là ngắm trọn view bờ sông cực kỳ đẹp tại khu The Miyuki thuộc khu thị Miyuki Bắc của chủ đầu tư Nam Long nha. Và từ cái căn này mình có thể di chuyển vài bước chân thôi là đã cách một nhà thôi mọi người. Căn của mình đây, căn biệt thự đang còn hàng chủ đầu tư đây ha mọi người. Căn biệt thự đây, căn này ha. Và mình đi qua đây khoảng đó cách 2 căn thôi là đã tính được khu vực clubhouse rồi. Và tại đây thì đã có hồ bơi, có phòng yoga, phòng massage, phòng xông hơi cho mình rồi nha mọi người. Còn nếu như mà với một căn dinh thự ven sông có diện tích lớn như vậy, mọi người có thể là tự thiết kế, tự làm cho mình một cái hồ bơi riêng ha. Hoàng hôn xuống tại bờ sông mọi người. Rất là đẹp luôn. Trong cái khu mà
khu B của khu The Miyuki này á thì sẽ có cả cái khu vui chơi cho bé luôn. Hiện tại á, là bên khu A mà bữa trước bạn review thì hiện tại bên đó không có, nhưng mà không có những khu hố cát, cầu tuột cũng như là xích đu như bên này. Bên kia thì là có một cái khu BBQ ngoài trời ngay bờ sông, còn bên này thì là có khu vui chơi cho bé nha. Mọi người nhìn ngắm hoàng hôn qua cái khe, các khe lá đây ha, các khe lá dọc bờ sông nè mọi người, rất là đẹp luôn á. Thì mạnh quay clip mà không biết là lúc mà lên clip nó sẽ đẹp như thế nào. Còn đây chính là cái công viên bờ sông, cái công viên bờ sông đây mọi người, và có hồ bơi. Đây là khu vực hồ bơi nè, để mạnh đi lại hồ bơi tràn bờ nha mọi người. Tuy là nó không quá cao nhưng mà nó cũng đủ nha mọi người, đủ để cho mọi người thấy cảm thấy rất là đẹp ha. Rồi hãy cùng mình đi vòng lại bên vô bên trong lại, vô bên trong nội khu của khu B The Miyuki, và cùng đi ngang qua cái căn nhà đã hoàn thiện nội thất để cho mọi người cùng xem ha. Những cây hoa ban thì mới vừa trồng luôn mọi người. Những cây hoa ban này mới vừa trồng nên tán nó còn chưa có ra nè. Những cây dừa cũng đã được bị cắt lá, nó cũng chưa thay lá mới. Những cây này mà khoảng một thời gian nữa, lúc mà đã thay lá mới, ra tán lá mới, ra cành mới, nó sẽ tạo một cái bóng mát, cũng như là lúc mà ra hoa mọi người, hoa ban cùng với lại mình thấy có nhiều cái dòng hoa anh đào, cũng có cả cây lộc vừng nữa. Thì những cây này mà tới mùa nó ra hoa thì nó sẽ rất là đẹp nha mọi người. Chiều chiều mà buổi tối mà đi dạo phố dọc cái bờ sông như vậy thôi là về tới nhà là xả hết stress luôn mọi người ơi. Giờ này là đang bắt đầu lên đèn rồi đó mọi người. Hiện tại là đâu đó là khoảng, chắc là bây giờ khoảng 6 giờ kém á, 6 giờ kém là bắt đầu là bóng đèn đang lên rồi nha. Rất là đẹp mọi người. Thì cũng giống như là bên khu A thì khu B này bờ sông cũng là để được bán tự nhiên ha. Có những hàng rào nè. Và phía bên bờ ở ngoài kia thì những cây bần và những cây tự nhiên vẫn được giữ lại. Quá đẹp mọi người. Thì thực sự nha mọi người, các dự án của Nam Long á thì mình rất là thích khu thị Miyuki cũng như là khu thị Waterboy. Khu thị Miyuki tuy là cái diện tích nó không quá lớn nhưng nó được quy hoạch rất là khoa học, vừa phong thủy vừa khoa học, và có một cái môi trường sống rất là tốt luôn nha mọi người. Còn khu thị Waterboy là một đại đô thị thì nó lại có một cái nét đẹp riêng và nó có những cái tiện ích mà đẳng cấp hơn, do vì nó là một đại đô thị. Còn khu thị Miyuki diện tích không quá lớn nhưng mà được quy hoạch và được thiết kế, được xây dựng rất là chỉnh chu và rất là đẹp luôn mọi người. Mọi người nếu mà có quan tâm á, thì hãy liên hệ với Mạnh nha, để Mạnh hỗ trợ mọi người đi đến xem thực tế. Mọi người mà mọi người đến đến khoảng giờ chiều như vậy nè, đến giờ khoảng là 4-5 giờ chiều á, mọi người mới thấy được lúc mà hoàng hôn đang xuống tại khu thị Miyuki, nó rất là đẹp luôn á, rất là đẹp. Còn đây chính là cái tuyến đường đi bộ ha. Thì như bên khu A thì ngay từ cái cổng mà đi ra bờ sông đó mọi người, thì sẽ có cái cổng rào lại, tại vì do là khu công viên bờ sông bên đó là khu công viên mở nên thành ra là phải rào lại và phải có thẻ để cho cư dân ra vô ngay cái cổng bờ sông. Còn tại khu B này á, thì là không cần, tại vì nó đã còn bao bên ngoài rồi, người ngoài không thể vô được cái công viên này nữa, nên thành ra là từ cái nhà mình mà đi ra ngoài bờ sông á, là ngay chỗ đó là sẽ không có cổng nha mọi người, sẽ không có cổng ha. Thì bên nội khu của khu B này á, thì nó cũng tương tự ha, nó cũng tương tự như là bên khu A, thì tất cả các tuyến đường đều được lót đá, toàn bộ đều được lót đá, rất là đẹp luôn mọi người. Thì phía trước mặt chính là hai lốc là Panorama FB2 và FB3 nha mọi người. Hai lốc chung cư. Thì nguyên một cái công viên bờ sông rất là rộng như vậy luôn, nhưng mà được sử dụng cho mười mấy căn dinh thự tại khu B này, kèm với lại đó chính là
hai lóc chung cư panorama thôi nha mọi người. Một cái tiện ích lớn nhưng mà chỉ có vài, không có quá nhiều căn sử dụng. Còn ngay góc này mọi người, ngay góc này thì có một cái căn biệt thự đã được gia chủ đang hoàn thiện nội thất. Và theo mình thấy á, thì hiện tại nha, đang vẫn còn các kỹ sư, kỹ thuật đang hỗ trợ gia chủ, chắc là để chuẩn bị cho kịp về đây đón Tết luôn nha mọi người. Một căn biệt thự rất là đẹp ở đây, đã được hoàn thiện nội thất rồi. Và tất cả những căn, hầu như là tất cả những căn biệt thự trong khu The Miyuki á, đã được bán hết nha mọi người. Thì chỉ còn hai căn mà đang chào mọi người thôi đó. Chỉ còn đúng là còn hai căn, hai căn biệt thự có diện tích là trên 600 m² và đang có mức giá là 80 tỷ đó. Còn hai căn biệt thự ven sông, hai căn biệt thự ven sông rất là hiếm nha mọi người, rất là hiếm. Thì để Mạnh đi tới cái căn mặt tiền của cái căn đó cho mọi người coi luôn ha. Tại vì biết sao mà buổi sáng này, buổi chiều này nè, Mạnh mới dám quay về hướng mặt cho mọi người coi không? Tại vì buổi trưa, mấy buổi trước mình đi quay buổi trưa nắng á mọi người, là đi ra mồ hôi đầm đìa luôn á. Nên Mạnh cầm tay Mạnh quay vậy thôi chứ đâu dám quay trước mặt. Mồ hôi nhễ nhại luôn á. Nói vừa đi vừa nói vừa thở không ra hơi. Còn bây giờ là buổi chiều mát mẻ như vậy nè mọi người, nên là thoải mái. Thoải mái nha mọi người, không có sợ là mồ hôi ra. Còn đây nè, căn biệt thự đang còn hàng chủ đầu tư lên đó mọi người, phía sau lưng Mạnh. Bây giờ phía sau lưng quay vậy không thấy ha. Rồi để mình quay camera lại cho mọi người coi ha. Đây, còn đây là phía mặt tiền của căn dinh thự bên khu A. Bên khu A còn một căn, còn bên này là bên khu B. Khu B cũng còn một căn, thì diện tích cũng là khoảng hơn 600 m². Đây nha mọi người, thiết kế cũng sẽ tương tự nha mọi người, chỉ là có thế đất của bên căn này nó sẽ vuông vức hơn là cái thế đất của căn bên khu A mà đợt vừa rồi mình vừa review. Thì cái thế đất của căn này nó sẽ vuông vức hơn rất là nhiều, nên thành ra là cái mức giá, tuy là cái căn này nó diện tích nó nhỏ hơn và khoảng là 20 m nha mọi người, và diện tích xây dựng nó cũng nhỏ hơn luôn, nhỏ hơn cái căn mà bên khu A mình quay á, nhưng mà cái căn này giá là vậy, nhỉnh hơn bên kia một chút, tại vì cái thế đất bên này nó vuông vức hơn, còn cái thế đất bên căn bên kia thì nó hơi xéo một chút. Thì nếu như mà mọi người thích căn dinh thự có thế đất vuông hoặc là thế đất xéo, tùy vào nhu cầu của mọi người á, thì nếu như mọi người có quan tâm đến căn biệt thự tại khu The Miyuki của khu tiệm Miyuki Bắc á, thì hãy liên hệ với Mạnh để biết thêm chi tiết nha. Thì đến đây thì Mạnh cũng xin phép được kết thúc video. Thì cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video nha. Thì clip bữa nay Mạnh quay nó sẽ ngắn hơn clip vừa rồi, tại vì do là Mạnh không quay trong nhà nhiều, mà Mạnh chỉ quay ngoài bờ sông cũng như là đi vòng vòng nội khu như vậy sơ sơ cho mọi người xem thôi ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.